cùng với đội tuyển U19 Việt Nam. Hãy cùng xem lại pha ghi bàn này của Công Phượng. Đã có những nhịp cản phá của cao thủ Việt Nam. Công Phượng vẫn quyết tâm kéo tới cùng. Có thể nói là mọi nhịp xử lý của anh trong pha sắp tới và thắng vừa rồi là biến thiên. Không về gì. Quang Huy vừa rồi đã kèm Viết Phú không tập trung. Công Phượng đá phá góc tạo ra độ uốn, bóng đến đúng tầm đầu của Viết Phú.